thôn Khúc Toại thuộc xã Khúc Yên, thành phố Bắc Ninh, từ lâu nổi tiếng với nghề làm mộc gia dụng, được dân gian truyền tụng và ca ngợi rằng mã đồng hồ, đồ làng chọi. Nơi đây còn là vùng đất có truyền thống văn hóa rất lâu đời và là nơi lưu giữ quả chuông đồng cổ nhất xứ Kinh Bắc và là một trong những quả chuông cổ nhất nước ta. Thôn Khúc Toại còn có tên nôm làng chọi, vốn là một làng cổ nằm vắt ngang con sông cổ Ngũ, huyện Khê. Đình và chùa Khúc Toại nằm liền kề nhau, tọa lạc ngay giữa trung tâm làng, mặt hướng về phía đông nam, phía trước là ao hồ và cánh đồng lúa quanh nằm xanh tốt, rộng lớn, phía sau lưng là cầu chọi, chợ chọi. Di tích lịch sử này không những có cảnh quan đẹp mà còn nổi bật với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Chúng tôi đây là làng Khúc Toại, ngày xưa có tên đôm là làng chọi, thế có lịch sử từ thời vua Hùng. Nhưng mà trước đây thì dân làng ở trong thành Bắc Ninh. Thế sau khi là nhà Mạc lấy đất để xây thành Bắc Ninh thì dân làng tôi chuyển về cái vùng này. Đình Khúc Toại hiện nay kết cấu theo kiểu chữ công, với tòa đại đình gồm 3 gian 2 trái được làm bằng gỗ lim chắc khỏe với những mái đao cong uốn lượn mềm mại. Đình Khúc Toại thờ thành hoàng làng và các vị thần Quý Minh, Đồng Vinh, Trung Huệ và Thánh Tam Giang. Các ngài là các vị tướng tài có công giúp vua đánh đuổi giặc ngoại xâm và âm phù cho cuộc sống tốt đẹp của nhân dân. Thế riêng đình nhà chúng tôi là có 21 đạo sắc phong từ các cái thời vua xưa, mà cổ nhất là thời Lê. Vâng, Lê triều tiền Lê đấy, chứ không phải hậu Lê đâu. Và cho đến đời Nguyễn là thời kỳ cổ đại và đại về sau này. Nằm ngay bên cạnh đình Khúc Toại là chùa Khúc Toại. Chùa có tên chữ là Diên Phúc Tự. Theo văn bia từng là danh lam cổ tích của xứ Kinh Bắc. Đình và chùa tạo thành một cụm di tích mang dáng vẻ cổ kính, thanh bình, nơi miền quê yên ả. Trong những cổ vật còn lưu giữ lại ở đây thì chuông đồng của thôn Khúc Toại là một trong những di sản văn hóa độc đáo từ thời Lê còn tồn tại được đến ngày nay. Quả chuông này là trước các ông đặt ở trên cái cổng chính của đường vào đình chùa đấy. Và những cái năm 1980 thì được đặt trên tam quan đấy, được di dời về đây. Cũng công sức của toàn dân đấy. Vâng. Đây là quả chuông cổ ở đây cháu. Trông vẫn còn rất là nguyên vẹn đúng không ạ? Chuông cao 1,4 m, đường kính miệng 70 cm. Miệng chuông được khắc những hoa văn độc đáo. Trước đây thì ở làng chỉ có chuông nhỏ thôi, vì lúc giờ dân cư còn ít. Thế về sau là được là vợ chồng của Tây Quận Công Dương Bá Hợp là, và vợ là Lê Thị Ngọc Thái, cùng với lại công sức của dân làng và khách ở phường đóng góp. Cái khi mà đúc chuông thì ai đi qua có nhẫn bỏ nhẫn vào, có dây chuyền bỏ dây chuyền vào, cùng với lại cái lượng đồng mà đã được chuẩn bị trước của những người công chức trước thì đúc nên cái quả chuông này. Trên thân chuông ghi khắc chữ Hán bài tự kể về những danh lam cổ tích của nước ta như tháp Bảo Thiên, chùa Quỳnh Lâm, tháp Phổ Minh, chùa Phả Lại và những báu vật thuộc An Nam tứ khí. Ngoài ra, chuông còn ghi khắc bảy minh, ca ngợi quê hương Khúc Toại, chủ phú và văn hiến. Chuông làng chỉ vang lên vào những dịp lễ hội hay những việc trọng đại của làng. Đây là quả chuông cổ nhất của tỉnh Bắc Ninh và là một trong những quả chuông cổ nhất nước ta. Chuông cho biết về niên đại của chùa và biết được phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của địa phương và các triều đại trước, cũng như ca ngợi danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước.